Kính thưa quý vị, hồi nãy Thành đã mạn phép quý vị cho một phần quảng cáo nho nhỏ. Bây giờ Thành lại trở lại với giọng ca của nam ca sĩ Tuấn Vũ. Yeah. Bắt Vũ đứng lên đứng xuống này mệt không? Mệt chứ. Thường thường là hát, mình đi hát show á là mình lãnh lương có lần à. Lãnh nữa là hát cho anh Công. Hát cho anh Công Thành lãnh lương tới 3 lần. Nhưng mà cô lại tiền cũng một lần à. Ok. Và xin quý vị nghe bài nhạc phẩm là Hãy Quên Anh, xin mời quý vị thưởng thức. Dạ, xin quên. Chia tay
đã không còn tình. Trả tiền hai lần rồi, bây giờ hát xong cái bài này trả tiền lần thứ ba. Là trả tiền lần thứ ba, dạ. Bảo thơ không, không thành. À, không có tiền đâu. Và hay kính thưa quý vị, ơi. Bây giờ anh rất nhiều người yêu cầu, gọi và yêu cầu hai em hát một bài song ca. Dạ. Thì cho anh bài, please. Anh Vũ giới thiệu đi. Song ca thì nó có mấy bài, thì là Đừng Nói Xa Nhau với lại Tình Bơ Vơ. Hay là mình nói đừng nói xa nhau ha. Xa nhau. Ok, đừng nói xa nhau đi, biết không? Tại hai đứa này lúc nào cũng xa chứ. Không nên nói xa nhau phải đừng, không? Không nên nói, đừng nói xa nhau. Mời quý vị thưởng thức, xin quan nghiệp nhé. Xin mời hai em ngồi. Và Thành có một vài câu để Thành xin được đọc của quý vị khán thính giả gọi vào quá trời gọi nè. Trước hết là email của chị Ngọc Nga ở Melbourne ở bên Úc. Anh Văn gửi qua là hôm nay sinh nhật của chị Ngọc Nga. Mong anh Công Thành ca tặng em ca khúc Lời Tỏ Tình Dễ Thương. Em có thuộc anh với em hát nhé. Đó. Nha, một khúc à. Nha, mình cứ hát một khúc thôi cho nó vui. Cho anh mượn cái micro coi Vũ. Nha. Lời tỏ tình dễ thương cho chị Ngọc Nga nè. Anh hát một câu, em hát một câu. Nhớ mới hát. Come on, come on. Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm, lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây, chờ mong trong lòng em
đam mê cuốn say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé. Kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muôn nói. Giờ anh yêu em. Xin cảm ơn. Cảm ơn Mỹ Huyền, cảm ơn Tuấn Vũ. Và kính thưa quý vị, anh Hùng ở Florida mong anh Tuấn Vũ hát tặng em ca khúc Lâu Đài Tình Ái. Lâu Đài Tình Ái sao em? Một khúc là chút xíu thôi. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ vòm cái thịt lâu đài. Làm em sợ nhiều. Quá mùi, quá mùi. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vương. Quân vương cười sao giống quân sĩ. Mà anh chưa mà... Anh nói thiệt, thiệt Vũ nha, anh chưa bao giờ anh thấy mà gom mây mà bóp bóp cái kiểu này là gom mây gì. Mình gom cái kiểu này á, mây bay bay mây nó bay nhanh đó, mà gom. Gom mây quá kỳ luôn. Và kính thưa quý vị, một lần nữa Thành lại xin mạn phép quý vị cho một phần quảng cáo nho nhỏ. Thành, Tuấn Vũ, Mỹ Huyền sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.